Hãy chú ý, chú ý! Ngay sau đây là một tin mới. Hãng phim Gen 4 xin được phép trình chiếu. Lời 6. Một lời kết nối mọi người trên khắp thế giới. Đây là cái gì vậy? Đó là chiếc la bàn. Chiếc kim màu đỏ luôn chỉ về hướng Bắc. Tại sao vậy? Để giúp chúng ta xác định được hướng đi chính xác, giúp đỡ những ai gặp khó khăn đau khổ, làm việc thiện sẽ luôn luôn là sự lựa chọn đúng, giống như người Samari nhân hậu. Đôi khi chúng ta bị rơi vào tình trạng do dự và không biết phải làm như thế nào là đúng. Giúp đỡ những ai gặp khó khăn đau khổ, làm việc thiện sẽ luôn luôn là sự lựa chọn chính đáng, giống như người Samari nhân hậu. Trong một thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đã nhắc nhở rằng chúng ta là anh chị em của nhau, nên chúng ta cần phải yêu thương lẫn nhau như Chúa Giêsu đã dạy. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con. Thánh Vịnh 25 câu 4. Em Roberto, người Pháp, đã kể lại: một ngày nọ, chúng em chơi đá bóng và chúng em đang chiến thắng. Những người bạn bị thua đã thúc khuỷu tay, làm cho em ngã và bị đau ở ngực. Em đã khóc và đòi họ phải bị phạt, nhưng trọng tài không đồng ý. Em đã rất tức giận và quyết định sẽ đánh lại người mà đã làm cho em bị ngã. Nhưng nghĩ tới Chúa Giêsu ở trong người khác, em đã có một sự lựa chọn hoàn toàn khác. Đó là tha thứ và cuối trận đấu, chúng em vẫn là bạn bè của nhau.